Đây món thịt dê các bạn nhé. Dê này 30 cân rồi chú. 31 cân này. Này chú chế biến mấy món chú? Là 3 món. Không đem nấu cao chú vẻ. Hôm nay sẽ làm 3 món từ thịt dê nhé các bạn nhé. Mình ra đây đi. Thôi, đây đây đây. Làm đi. Đây là lòng dê đấy. Nấu canh đắng đấy. Đây lòng dê để nấu canh đắng. Đây là dạ dày à? Dạ dày. Qua anh đưa vào tư vẻ. Vài châu tài biệt thì đi lưu thương thôi. Nhưng mà vẫn đi được vài châu biểu vậy. Chú lên sức để mai chiến đấu không họ. Không biết được. Thử á? Vâng. Qua biểu nghỉ đi. Đừng muốn để mai lấy sức để chiến đấu không họ. Không có gật lưu rồi đấy. Tìm cái phổi con dê này. Vô nổi đến ruột luôn nhỉ. Đây, gan dê đấy. Nó nguội thì tí nữa mà đánh dê. Gan dê. Cá luôn. Mình đang gì trong cái tạo không được hết. Chả tỏ nhá. Cả là không ruột luôn. Sừng dê đây. Đấy cái sừng vứt rồi, còn đấy là cái đấy cái lõi trong ấy. À, bỏ hấp cái gì. Cả lá xả gì rồi. Đấy, đấy cái gì đâu, vào đây nhá. Này, thôi được đọc cái gì rồi. Cái con gà đấy nó run gà, chứ người vậy là được chưa? Xả lên lót để hấp dê đây. Dê này, bụng nó to. Mày đang nở, ăn lắm. Đua cái này luộc đây ha. Ờ, luộc hết. Cho vật bát nữa đây, cho ít nước đây đi. Cho nó mưa đây, Đây đang luộc lòng dê đây. Đấy, lòng dê đang luộc nhá. Xong rồi. Bố cái này đâu mới chưa thấy bố mới ra đi nhỉ? À bố chưa đang nhà. Đây chú đang thấy xả để bóp thịt gì đây? Có đây kia. Thế, xoài chất bẹ rồi. Xoài khế. Có khế còn làm gì có khế chua. Khế chua. Có khế thì ngon hơn. Khế là làm sao quá. Mua xoài chưa? Quên rồi. Mỗi cái này là đào thịt hắn một cái dây luôn. Từ lúc bắt đầu cắt tiết đến lúc lên mâm kẹp. Xong là xong. Có mấy bao tên cách là không bong được. Đấy, rất nhanh. Đấy, rất nhanh, rất mỏng. Cắn rồi, nhà nó có một cây một cái có cái này. Thế bây giờ hết rồi. Còn thì chú Đại có một cây cứu rồi. Em có cây rồi đấy. Thế giờ hết rồi. Chết là hết luôn. Bóc cái canh. Đây, thịt dê đang thái để làm món xào lăn. Mà cái món lá chung là phải quan trọng đấy nhá. Báo bộ phận thanh niên nên đi kiếm lá chung đi. Có hộp nhiều. Tâm là biết mua đấy, còn không nó phải chọn tiền tâm mấy kìa.
cái hôm ta mổ cái về nhắm cũng ngon, cái hoa tiết cảnh nghĩa ngon. Đẹp. Không mưa cho nó có mưa là được. Con tay đi đổ nào con. Thịt dê hấp đã xong này. Bên này đã, tất cả bên này đã. Bây giờ sẽ thay mỏng để bóp. Này, bấm hết à. Đấy, lộn nữa à, bấm cả luôn. Bé thôi cho nó làm hết. Đúng hơn để cho làm đây. Quả dao đây còn như bé bữa nạc mà rất canh. Dê già thay nhỏ nhỏ đấy, các cụ nhà nó không có này. Vào đây. Dê dê răng sắc không này? Dê dê. Vào lại dê răng sắc luôn. Tầm nhân để làm cái cân dê đấy. Nhân thiết canh đã bơm xong rồi. Không có thịt mà đánh. Bảo là con nửa bình chơi hai đấy. Hành nướng đã băm vào cho vào nhân. Nhiều lắm. Nhúng nước rồi. Đấy, thiết canh rất nhiều. Thiết dê. Canh dê đấy. Gì đây? Cái đấy chặt cho bỏ bì. Này, một tiết hai nước rồi chú. Một hai nước. Ê, nó nào anh? Cả đây giúp cả tôi. Ngon đấy. Ngon. Tiết rất đỏ. Cái này này đỏ luôn được tiếp. À, ngon. Có một chậu kia ông vẻ đánh được mấy chậu bát đâu. Làm bát. Một chậu kia đánh được mấy chục bát. Đây, đây nhá. Nó khoảng tầm 40 bát đây. Ở 50 bát đây. Không to đây. Một con dê có thể đánh được 50 bát. Tiết rất nhiều. Đánh tỷ lệ 1-2. Đây là thịt dê thái để xào đây. Đã được ướp bột canh, tỏi. Sau khi xào thì sẽ bỏ ớt. Các cái vườn thì họ nuôi trồng lên đây. Gì là ông Toàn thì mua có ngày. Toàn bỏ này. Không nhiều lắm, nó trồng mà. Đấy, thịt thái thì bóp nộm. Ừ, nhiều. Nó hôm liên hoàn ngoan đấy là nấu một con 18 cân. Hôm nay xào món rau ma, xào món rau ma rồi chả xào ít. Mặn nó nhạt à? Mặn ăn ra. Tôi hỏi trước đấy. Tùy theo anh em đấy, có mặn là có mặn, có nhạt. Bây giờ sẽ cho gia vị vào. Xả đây. Không. Canh, đường, vị trí.
là có hôm đến rồi đấy. Bắt toàn lại đấy. Động nhiều quá là một động đào ăn khôn nó như cái lừa ra nhá 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 nhỉ. Không không ngon. Ai có cái mỏng được đặt thì nhà chủ nó được không? Thích đúng không? Đúng không? Đây, đây, đây. Đại nhà cuối cùng mình làm hết. Còn nhà ai nhà? Hai nhà. Lấy đĩa đây, 5 đĩa. Đây là món thịt dê xào lăn. Có dầu ăn và tỏi đi thôi. Đây đã rút ra vị cho nên chả xào. Nó không đối ra giải đâu nhỉ. Xong rồi các bạn, nhìn rất ngon, thơm lắm, rất hấp dẫn. Thịt dê làm được 4 món. Món thịt canh, món thịt dê hấp, thịt dê nộm và thịt dê xào lăn. Còn cái phần xương nấu cháo nữa, gọi là 5 món. Cay xoắn đi. Này cho cay. Cái nhà sau cho ít cay họ ăn không bỏ con. Đấy, cháo xương dê đây. Người nhà nó hơi này đi, nó hơi này nha, rồi sang con.
Bê nhá, ăn xong chưa để bê nào. Đóng nhắm. Bê cứ chia cái mâm luôn đi qua. Đặt luôn vào cái mâm luôn.